Rồi, chào anh em nhé. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục làm một cái video review về một chiếc xe. Đây, lại tiếp tục cái chủ đề 100 triệu mua cái gì, đúng không ạ? Đấy, 100 triệu thì mình có thể mua cái ô tô. Đấy, giống như một cái ô tô Spark Van. Đấy, về lúc nãy mình chia sẻ. Thì bây giờ tiếp tục. Đây là sản phẩm 100 triệu này. Đấy, giá niêm yết là 100 triệu anh chị em nhé. 100 triệu đồng. Đấy, hiện tại bây giờ do cái dịch Covid nên được giảm khoảng 6 triệu. Đấy, còn 94 triệu. Đấy, rất đẹp. Đấy, chiếc xe SH. Dòng xe xịn nổi tiếng nhất của xe máy Honda ở Việt Nam. Nổi tiếng bao nhiêu năm qua. Đấy, em năm nay 30 mấy tuổi. Thôi mà em 20 tuổi mà có được chiếc xe này mà đi tán gái thì gọi là tuyệt vời. Tuyệt đỉnh công phu. Đấy, và người làm chủ chiếc xe này đó là chính là cậu em đang đứng dạng háng ngoài kia. Đấy, đấy, cậu này là Việt Kiều mới ở Nhật Bản về. Nhật Bản, Nhật xịn đấy, ngoài Nhật Tân đâu quý vị nhá. Về quyết định đầu tư chiếc xe như thế này. Đấy, em mua xong đăng ký xong là bao tiền em ơi? Hả? 96 triệu. Đăng ký xong hết là 96 triệu. Đấy, nhà mình thấy không? Đấy, chiếc xe kia thì ông chủ đang giao bán Spark Van, ông chủ đang giao bán 110 triệu. Đấy, nhà mình có thích một chiếc xe là 96 triệu, một chiếc xe máy đẹp như thế này và hơn 100 một tí, một chiếc xe ô tô hơi cũ như chiếc xe Spark Van kia không? Đấy, thì anh em hãy để lại comment, để lại bình luận ở bên dưới anh em nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ review chiếc xe này để cho nhà mình cùng xem nhé. Đây là chiếc xe SH phiên bản 2020. Đấy, cậu em này, cậu mới về được mấy hôm thì cậu vừa mua về thôi. Vừa mua về thì nói chung là chiếc xe còn mới kính cong. Bây giờ mình sẽ mở máy lên nhé. Em có chìa khóa đâu? Mình sẽ mở máy lên xem chiếc xe này chạy được bao nhiêu cây số rồi nhé. Nhìn cực kỳ hiện đại. Rồi, đây là nút vặn để mở khóa này. Vặn sang bên nào đâu có vặn được đâu. Rồi, ấn xuống nhưng mà vẫn không được. Không được. Chắc phải đưa chìa khóa xa quá, phải đưa chìa khóa lại gần. Cái này dùng chìa khóa thông minh anh em nhé. Đây là chìa khóa thông minh này. Đấy, bấm là kêu à. Đấy, tìm xe, chế độ mình tìm xe. Mình ở trong cái hầm ở gara hay ở đâu đó mà rất là nhiều xe thì mình có thể bấm coi. Đấy, để có thể tìm xe. Rồi. Ok. Bình thường là nó sẽ đặt ở cái vị trí này. Là vị trí tắt máy đúng không ạ? Đấy, thì anh em cần về. Đây là khóa này. Thì đây là về khóa này. Đúng không? Thì bây giờ mình sẽ phải. Rồi, cổ xe là không có đế khóa cổ. Bây giờ mình không có di chuyển cổ rồi. Rồi, mình phải ấn xuống. Đấy, và xoáy về đây. Đấy, là vị trí này là vị trí tắt máy, tắt đèn. À, tất cả các thông số đã tắt hết rồi. Đấy, bây giờ mình khởi động, mình cũng ấn vào. Đưa nó đến vị trí shift này. À, là vị trí mở cốp, đúng không ạ? Rồi, mở cốp. Bấm vào cái. Bấm vào chữ shift này anh chị em nhé. Bấm vào, rồi, nghe tiếng cạch một tiếng chưa ạ? Cạch một cái là cốp phải mở ra đấy. À, mở ra rồi. Không có cốp mở tự động nhỉ? Rồi, mở ra. Đấy, cốp rất rộng và đặc biệt là đúng là ông chủ mới đi nước ngoài về rất là nhiều tiền anh em nhé. Đấy, cốp này, hai cốp luôn. Tha hồ mà để đồ nhỉ? Để mũ bảo hiểm hay để đồ đạc gì ở đây thì rất là tiện. Cốp siêu to khổng lồ anh em nhé. Đấy, đẹp nhỉ? Ở đây là phụ tùng sửa chữa này. Nói chung chiếc cốp này thì chiếc cốp là rộng nhất trong các phân khúc rồi. Đẹp. Nó là yêu chiếc xe ấy. Mình nhìn chiếc xe này mình cũng muốn nó là của mình rồi đấy. Đấy, bây giờ thì chúng ta ngoài cái chế độ là mở cốp ra, nút shift này thì còn nút fuel. Đấy, quý vị nhà mình ấn vào nút fuel này để mở nắp bình xăng nhá. Nắp bình xăng đâu? Nắp bình xăng đây. Đấy, giờ em sẽ ấn vào một chút nào quý vị nhà mình sẽ thấy nhá. Bấm rồi, ồ, nó bung ra rồi anh em nhá. Rồi, bung ra rồi. Đấy, giờ mình thao tác lại, mình ấn lại em xem. Rồi, nhà mình để ý nhá. 1, 2, 3, bấm nào. Ấy, trời ơi, vừng ơi, mở ra. Đấy, nhìn như là một kho báu ấy. Nhìn như một kho báu mới mở ra vậy. Đây, bình xăng anh em nhá. Rồi, mở bình xăng ra rồi. Anh em nào đừng có lấy máy nửa để soi xem còn bao nhiêu xăng trong bình nhá. Rồi, xăng tiêu thụ của chiếc xe này bao nhiêu lít em ơi? Bao nhiêu lít xăng nhỉ? Đấy, thông số chắc là sẽ ghi hết ở đây. Rồi, đóng vào. Mình sẽ kiểm tra cái thông số ở sườn xe nhá. Sườn xe đây ghi hết thông số này anh em này. Một chiếc xe này thì di chuyển với cái mức xăng tiêu thụ chỉ 2,24 lít thôi.
trên 100 cây số. Với cái giá xăng như bây giờ thì mình tính nhanh luôn, đúng không? Đi 100 cây số là mình hết khoảng tầm 23-24 nghìn, tức là đi chiếc xe này chỉ hết khoảng tầm 240-250 đồng một cây số thôi, rất là rẻ, đúng không? Hiện tại là mình đang đi ô tô thì hết khoảng tầm 1.000 đồng một cây, thì chiếc xe này thì khoảng 1/4 một cái ô tô thôi. Còn một chiếc xe Spark thì chắc là đi đâu hết khoảng tầm 6 lít xăng. Chiếc xe này thì khoảng 1/3 thôi, 1/3 cái mức xăng này thôi. Đây, mà cái thiết kế mới của chiếc xe thì nhìn rất là trẻ trung, rất là trẻ trung, rất là lịch sự. Đây, mình tưởng tượng là đi xe và chở bạn gái đằng sau. Đây, và cái ghế kia nhô ra và bạn gái nó sẽ phải đúng không ạ, áp lưng vào người, vào áp ngực vào lưng mình, rất là thú vị đấy. Đấy, lãng mạn cho những ai mà những cặp đôi mà yêu nhau, đúng không ạ? Rất đẹp. Vành của chiếc xe này thì sao? Đấy, vành thì rất là đẹp, phải nói là thiết kế rất là cá tính, vành đúc. Đấy, rất là thể thao nhé. Đấy, rất là thể thao, đẹp, thụt trước. Nhìn xe này ông chủ cũng rất là năng niu, chính vì thế mà rất chịu khó rửa. Đấy, xe thì không có bám bụi tí nào. Đây, phanh đĩa này rất là thể thao, đúng không ạ? Đây, người Nhật nổi tiếng là hàng người hỏng xe chưa hỏng rồi, quý vị nhá. Nên đi xe này đảm bảo là siêu bền. Bây giờ mình sẽ mở máy lên xem là xe chạy bao nhiêu cây rồi nhá. Rồi, mở máy này. Đây, đèn báo máy này. Đèn hiển thị, điện tử anh em nhá. Đèn hiển thị điện tử này, trên này thể hiện là tổng cộng mới đi được 319 cây. Ôi mẹ ơi. Đấy, ông chủ này đi xe còn rất là mới, mới đi được 319 cây thôi. Ngoài ra ở đây còn có đồng hồ là hiển thị đồng hồ báo là điện năng trong bình là 12,5V. Đấy, báo cả giờ giấc luôn. Bây giờ là 10:07. Đấy, và vận tốc, báo cả vận tốc là 0 cây số 1 giờ. Đèn hiển thị, nhìn đèn hiển thị rất là hiện đại đấy. Đấy, nhìn chiếc xe này thì đúng là mình cũng muốn nó là của mình thật. Đấy, đây đèn pha này, cốt thì sẽ tắt đi này. Đèn đó, nhà mình nhìn đèn này, xoay đèn này. Đây, đèn dưới gầm này, đèn rất sáng anh em nhá, đèn rất sáng, nhìn như đèn ban ngày vậy, tuyệt vời. Xi nhan là sao nhỉ, có hai đèn nhá, một đèn trên, một đèn dưới. Rồi, thử xi nhan cái xem nào. Rồi, đấy, xi nhan rồi đấy, signal rồi đấy. Đây, được đến từng chi tiết, mình bắt đầu mê, bắt đầu thích chiếc xe này rồi. Anh em hãy comment, hãy chia sẻ dưới cái video của mình nhá. Đấy, tiếp tục xi nhan sang bên kia. Nhìn giống như là một con robot anh em ạ. Rất là hiện đại. Nó là trau chuốt và cái nét thiết kế thì rất là phù hợp với xu thế. 100 triệu, 96 triệu để sở hữu chiếc xe trong thời điểm này. Đấy, cũng là một cái sự cân nhắc anh em nhé. Giờ mình sẽ chạy thử xem sao. Hơi cao nhỉ? Hơi cao đấy. Nói nha ông chủ nha. Không thấy nửa tiếng nữa không thấy xe đâu, đừng đi tìm nhá. Rồi, muốn đề được chiếc xe này thì đầu tiên phải bóp phanh, đúng không ạ? Đây, sau đó thì chúng ta phải bấm vào cái nút là nút đề này, đúng không ạ? Rồi, nổ rồi nhá. Máy nổ rất êm, đèn rất sáng. Rồi, bắt đầu di chuyển nhá anh em nhá. Rồi, tắt đèn đi, bây giờ là ban ngày rồi, tắt đèn đi. Tắt đèn đâu? Chiếc xe này không tắt được đèn anh em nhá. Bởi vì theo quy định bây giờ là không có được tắt đèn khi di chuyển. Báo xăng trong bình thì vẫn còn rất là nhiều. Từ đây chạy nên là hiện tại tôi đang ở Bắc Ninh, chạy thành phố Bắc Ninh thì mới hết xăng. Đây, mới chạy có 6 cây 7 cây một giờ thôi. Đấy, đồng hồ hiển thị rất là hiện đại nhá. Rất là tuyệt vời. Đấy, cái chiếc xe này mà đi thì thật ra là nếu mà quý vị nào mà di chuyển trong những cái khoảng cách mà không quá xa thì chúng ta hoàn toàn có thể ở đây được cái lựa chọn phù hợp đối với những anh em nào mà di chuyển không quá xa, đúng không? Đấy, bởi vì nói chung là đẹp, sang trọng, lịch sự. Đấy, động cơ thì mình thấy là rất là êm và rất là khỏe.
150 phân khối, 150cc, rất là khỏe. Đây, bảo chở 2, chở 3 người thoải mái. Phanh thì rất là an toàn, đúng không? Đấy, phanh này là phanh ABS nhé. Phanh này là trang bị chống bong tung phanh rồi, cho nên là cũng hạn chế cái việc mà trơn trượt. Đây, bây giờ thì anh em chúng ta sẽ cùng nhau mà chúng ta comment, chúng ta chia sẻ, chúng ta bình luận để chúng ta nên mua một chiếc xe máy 96 triệu, sắp xỉ 100 triệu, hay là mua một chiếc xe ô tô giống như là hoặc là Kia van hay hoặc là Smart van đời 2011-12 giá đâu đó nhích nhỉnh khoảng 100 triệu một chút. Đấy, nắng không đến mặt, mưa không đến đầu, hay chúng ta mua một chiếc xe đời mới, xe máy đời mới đẹp như chiếc xe SH. Tất nhiên là tùy từng mục đích sử dụng khác nhau, đúng không ạ? Nhưng mà nói chung là chiếc xe SH này cũng toát lên những sự sang trọng, lịch lãm. Nhiều người thì có bảo với em rằng là gì, rằng là có cho người ta tiền người ta cũng chẳng đi cái xe Matiz hay đi cái xe Spark cả, bởi vì đi xấu cả người. Đấy, nhưng mà nhiều người người ta bảo là đi cái xe SH thì mặc dù là đắt tiền nhưng mà mưa cũng ướt và nắng cũng tới đầu. Đấy, nhưng mà tùy vào mục đích sử dụng thôi. Nhà mình có con nhỏ, nhà mình di chuyển những quãng đường xa thì chúng ta nên mua ô tô. Nhưng mà nếu mà nhà chúng ta mà chỉ di chuyển những quãng đường ngắn, di chuyển gần đây, đấy, ngõ ngách nhiều, thì chúng ta hoàn toàn nên lựa chọn chiếc xe SH. Chiếc xe rất đẹp, rất là sang trọng, rất là hợp thời trang. Ok, đấy, anh em hãy đăng ký kênh cho mình nhé. Đăng ký kênh và hãy bình luận, hãy chia sẻ, ủng hộ em nhé. Rồi, xin trân trọng cảm ơn.